người Phật tử tự nhìn mình như thế nào? Giống như tên gọi một chiếc xe, được chỉ định bởi tổng thể gồm các thành phần tạo ra nó. Cũng thế, con người theo quy ước, tùy thuộc vào những cấu hợp vật chất và tâm thần. Lời Phật dạy, chúng ta thường phóng tâm để quan sát thế giới bên ngoài, vì thế không mấy khi nhìn thấy chính mình và hiểu mình một cách thật sự. Kinh nghiệm phát sinh từ những cảm nhận của ngũ giác liên kết với sự diễn đạt của tri thức tạo ra sự phân biệt giữa ta và thế giới xung quanh. Dựa vào sự phân biệt ấy, tâm thức sáng tạo ra một cái tôi hay một cái ngã. Sự sáng tạo đó chính là một hình thức biểu lộ tai hại nhất của vô minh. Vô minh không có nghĩa là sự thiếu hiểu biết, mà là sự hiểu biết sai lạc và lầm lẫn. Nó cũng không phải là sự đần độn, mà chính là trí thông minh, nhưng là một trí thông minh lệch lạc, phiến diện và chủ quan. Vô minh cũng không phải là một thể dạng thụ động, mà là một tác nhân vô cùng tích cực, chi phối, ảnh hưởng và điều khiển từ tư duy cho đến hành động của ta. Một trong những chủ đích căn bản của giáo lý nhà Phật là loại bỏ vô minh để đạt được giác ngộ. Nhất định ta không thể nào phóng tâm ra bên ngoài để loại bỏ vô minh, vì vô minh đang ngự trị trong tâm thức của chính mình. Vì thế, người Phật tử phải nhìn vào bên trong, từ thân xác cho đến tâm thức, để ý thức được bản chất đích thực của chúng là gì. Và từ đó sẽ nhận ra nguồn gốc của vô minh đang ngự trị ở chỗ nào để mà loại bỏ nó. Không mấy khi chúng ta tự hỏi cái thân xác này là gì, từ đâu mà nó sinh ra, tại sao nó lại như thế. Những xung động và xúc cảm hỗn độn phát lộ trong tâm thức của nguồn gốc từ đâu, tại sao ta lại phản ứng và hành động như thế? Đó là những câu hỏi mà bài viết ngắn này cố gắng tìm cách giải đáp dựa vào giáo lý nhà Phật. Bài viết gồm hai phần chính. Phần thứ nhất trình bày các thành phần cấu hợp tạo ra thân xác và tâm thức của một cá thể. Phần thứ hai đề nghị những góc nhìn mà người Phật tử cần phải có sau khi đã tìm hiểu bản chất của chính mình là gì. Một nhỏ, phân tích bản chất của chính mình. Thân xác là một sự cấu hợp ô nhiễm. Cảnh giác và chủ động thân xác chính là một trong những khía cạnh tu tập căn bản nhất trong giáo lý nhà Phật. Cái nhìn của ta thường xuyên bị chi phối và điều khiển bởi những xung động sâu kín trong tâm thức mà ta không hề hay biết. Những xung động đó phát sinh từ bản năng và những xu hướng phát sinh từ nghiệp. Có những người thích soi gương để chiêm ngưỡng bóng dáng của mình hoặc để lo lắng cho sắc đẹp của mình. Khi đi tắm thì soi gương xem bộ ngực có to, có đẹp và có cân đối hay không. Mua quần áo thì phải chọn như thế nào để tăng cường thêm vẻ đẹp của thân thể. Có những người dù rất lười nhưng vẫn cố gắng tập thể dục cho các bắp thịt nở nang, chọn giày như thế nào để có vẻ cao thêm một tí. Đức Đạt Lai thường giảng là sau khi tắm rửa xong thì ta cảm thấy thân xác được thoải mái và sạch sẽ. Nhưng thật ra thì cái thân xác đó là một cái ổ chất chứa mọi thứ bệnh tật và vi trùng. Đức Phật thì dạy chúng ta hãy quan sát cái thân xác ấy như sau. Các con hãy nhìn thân xác các con từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu, rồi lại nhìn từ đỉnh đầu xuống đến đầu ngón chân. Các con sẽ nhận thấy có một lớp da bọc kín cái thân xác ấy. Bên trong thì chứa đầy những ô uế. Cái thân xác ấy gồm có tóc, lông móng, móng chân, móng tay, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng nhầy, lá lách, phổi, ruột, màng treo ruột, dạ dày, phân ốc, mật, dung dịch tiêu hóa, mủ, máu, chất nhờn, mỡ, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước dãi, nước bọt, mủ, nước ở khắp xương, nước tiểu. Trích trong quyển Buxim của Edward Collins, Oxford, năm 1951. Ngoài 32 thành phần cấu hợp vừa kể, còn có 9 cái lỗ mà người tu tập phải quán thấy. 9 cái lỗ ấy là hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, miệng, lỗ tiểu tiện và hậu môn. 9 lỗ hổng ấy tiết ra những chất đào thải ghê tởm. Thối thường, không mấy khi ta chú ý xem bản chất của cái thân xác cấu hợp ấy là gì
và nó đang vận hành ra sao. Trái lại, ta chỉ chú tâm để trao chuốt và tẩm bổ cho cái tổng thể gồm 32 thành phần và 9 cái lỗ ấy. Ta mua sắm không tiếc cho chúng, nào là quần áo, nữ trang, nước hoa, son phấn, đồng hồ thất tiền, để tự hãnh diện hoặc cũng có thể để gián tiếp phơi bày ra bên ngoài những mặc cảm và những đau khổ sâu kín của chính mình. Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta hãy nhìn thẳng vào bản chất đích thực của thân xác. Ngài khuyên các đồ đệ của Ngài hãy ra nghĩa địa để quan sát các thể dạng rửa thối của những xác chết. Dù sao thì sự tu tập Phật giáo cũng đi ngược lại với xu hướng chung của các nền văn hóa Tây Phương. Người phương Tây xem thân xác con người như một công trình toàn hảo và tuyệt vời của tạo hóa. Các tượng thần của nền văn minh cổ đại Hy Lạp đã lưu lại cho chúng ta những thân hình thật lý tưởng. Hình ảnh của những thân hình lý tưởng đó thâm nhập vào nền văn minh La Mã và trôi rớt lại cho đến các thời kỳ Trung Cổ và phục hưng của cả Âu Châu. Những bức tượng khỏa thân do Michelangelo thực hiện được xem như những tác phẩm tiêu biểu nhất cho nghệ thuật điêu khắc phương Tây. Sự tôn thờ thân xác vẫn còn tác động rất mạnh trong các sinh hoạt nghệ thuật và văn hóa ngày nay. Các nền văn hóa Á Châu nói chung tương đối ít bị ám ảnh bởi thân xác con người hơn, có lẽ nhờ vào nền tư tưởng Phật giáo. Sự cấu hợp giữa thân xác và tâm thức, thân xác vật chất còn được kết hợp với một thành phần vô cùng quan trọng nữa, đó là tâm thức. Kinh sách nói rằng cá thể con người có ba cửa ngõ, đó là thân xác, ngôn từ và tâm thức. Có thể không đến nỗi quá khó khi cần khép hai cửa ngõ thân xác và ngôn từ để cho chúng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đối với cửa ngõ tâm thức thì hết sức gây go. Thí dụ, một người ngồi thiền có thể giữ cho thân xác bất động, miệng khép lại, nhưng tâm thức thì không mấy khi chịu nghỉ ngơi. Vì thế, tâm thức là thành phần mà người tu tập khó nắm bắt và chủ động nhất. Sau đây là vài lời giảng liên quan đến tâm thức của một đại sư Tây Tạng, là Ngài Dingo Yense Rinpoche, từ năm 1910 đến năm 1991, rất uy tín đối với giới Phật tử Tây Phương. Tâm thức đi ngang thân xác giống như một người khách bước vào một gian nhà. Xuyên qua thân xác ấy, tâm thức nhận biết được hình tướng, âm thanh, mùi vị, cảm giác. Khi tâm thức ra đi thì thân xác sẽ hóa thành xác chết. Nó sẽ không còn quan tâm đến cái đẹp hay cái xấu, lời lăng nhục hay ngợi khen, không thích thú khi được mặc quần áo lụa là, cũng không đau đớn khi bị hỏa táng. Trong tình trạng đó, thân xác là một vật thể không khác gì đất và đá. Khi thân xác và tâm thức tách rời nhau, ngôn từ giữ một vị trí trung gian giữa hai thể dạng cũng biến mất, giống như một tiếng vang im bặt. Giữa ba thành phần thân xác, ngôn từ và tâm thức thì tâm thức quan trọng hơn hết. Tu tập Phật pháp Đạt Ma chính là cách biến cải tâm thức. Trích trong quyển Le Trésor du Cœur Des Sept Éveillés, Dingo Yense Rinpoche, Sue, năm 1996. Ta hiểu rằng tâm thức không phải là thân xác, tuy nhiên ta không thể tách rời nó khỏi thân xác. Mỗi khi ta muốn nắm bắt nó thì ta cũng không biết nó ở đâu. Nếu muốn tìm hiểu và xác định nó thì ta cũng không biết nó thật sự là cái gì. Nó không hình tướng, không màu sắc, không hàm chứa một đặc tính vật chất nào. Ngài Long Thụ thì xem tâm thức đơn giản chỉ là một danh xưng. Những gì vừa nêu lên cho thấy việc tìm hiểu tâm thức rất khó, và việc tìm hiểu ấy giữ một vị trí quan trọng trong việc tu tập Phật pháp. Tâm thức sẽ được trình bày trong các phân đoạn dưới đây liên quan đến ngũ uẩn. Sự chuyển tiếp liên tục giữa các thể dạng vật chất và phi vật chất, hầu hết chúng ta đều hiểu là thân xác một cá thể con người được hình thành từ sự kết hợp giữa tinh trùng của cha và noãn của mẹ. Tuy nhiên, ta vẫn có thể thắc mắc tại sao lại xảy ra sự kết hợp đó để làm phát sinh ra sự hiện hữu của ta hôm nay. Tại sao chỉ có một con tinh trùng nào đó trong suốt hàng triệu tinh trùng do cha ta phóng ra lại chui lọt vào một cái noãn của mẹ?
Đấy là một biến cố gần như vô nghĩa so với trùng trùng điệp điệp các hiện tượng khác đang chuyển động trong thế giới này. Tuy nhiên, đối với ta, biến cố đó có thể là nguồn gốc của cả một vũ trụ, vì lý do là sự hiện hữu của vũ trụ này phát sinh tùy thuộc vào sự cảm nhận của chính ta. Dù cho ta không quan tâm và thắc mắc về biến cố đó đi nữa, nhưng các khoa học gia, triết gia, tư tưởng gia, các nhà thần học đã đưa ra không biết bao nhiêu triết thuyết để cố gắng giải thích các hiện tượng trong thế giới này. Trong số đó có sự kết hợp giữa một tinh trùng và một cái noãn. Đối tượng của khoa học giới hạn trong thế giới vật chất và các thể dạng biến động của thế giới đó. Vì thế, quan điểm của các khoa học gia cũng trở nên phiến diện và thông thường, thì họ chỉ nêu lên các thuyết chính yếu như ngẫu biến hoặc thuyết quyết định liên quan đến quy luật nguyên nhân và hậu quả. Các triết gia thì thả cho sự suy luận tung hoành mạnh hơn và đưa ra nhiều triết thuyết đa dạng khác, chẳng hạn như các thuyết định mệnh, thuyết tất yếu, thuyết vô định, một thuyết chủ trương ngược lại với thuyết quyết định, thuyết hỗn độn, thuyết tự chủ, thuyết sáng tạo hay tạo hóa, vân vân. Người tu tập không nên rơi vào những cái bẫy như thế. Nếu rơi vào đó thì cũng giống như một con hổ vướng vào một tấm lưới bẫy, một con nai rơi xuống một cái hố ngụy trang hay một con cá chui vào rọ. Thay vì đi tìm sự giải thoát thì ta lại rơi vào sự vướng mắc. Đức Phật luôn luôn cảnh giác các đồ đệ của Ngài không được tham gia vào những biện luận vô bổ và thuần lý như thế. Trước những câu hỏi được nêu lên thuộc vào các lĩnh vực ấy thì Đức Phật giữ yên lặng và không trả lời. Thật ra, những biện luận siêu hình theo lối đó chỉ là cách nhào nặn một vài ý tưởng dựa theo kinh nghiệm và sự hiểu biết cá nhân của mỗi triết gia để trình bày dưới những hình thức phức tạp và cầu kỳ. Nếu ta cố tình tham gia vào đấy để tự nhào nặn tư duy của mình thì cũng rất có thể ta sẽ khám phá ra một thế giới muôn màu và muôn vẻ. Nhưng thật ra thì cái thế giới ấy rộng tuếch, phần lớn các triết thuyết không hàm chứa điều gì thiết thực, đấy là chưa nói đến một số triết thuyết đã từng làm phát sinh những chủ nghĩa tai hại, gây ra không biết bao nhiêu đổ vỡ và đau thương cho nhân loại. Vậy trước sự kiện một con tinh trùng này chui vào một cái noãn kia để làm phát sinh ra sự hiện hữu của ta hôm nay, thì ta phải hiểu như thế nào? Tất nhiên là khó cho ta tin có một vị thánh nhân hay một vị thần linh nào đó ngồi bên cạnh giường cha mẹ ta để chờ đúng lúc thuận tiện mà tuyển chọn cho ta một con tinh trùng và một cái noãn. Cha mẹ ta cũng không nghĩ đến việc ấy vì họ còn bận công việc của họ, dù cho họ có muốn thì cũng không làm được. Riêng phần ta thì lúc đó ta chưa hiện hữu, vậy làm thế nào để tự chọn cho ta? Thối thường ta chỉ sống xuyên qua những kinh nghiệm của giác cảm liên quan đến thế giới vật chất và không hề quan tâm đến những gì thuộc về thế giới phi vật chất. Chúng ta hãy lấy thí dụ về hình ảnh một đứa bé cắp sách đến trường. Nếu trước kia đứa bé không chịu cố gắng học hành, thì hôm nay ta sẽ không biết đọc. Hình ảnh đứa bé đã hoàn toàn thuộc vào thế giới phi vật chất. Tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy có một sự liên tục nào đó giữa đứa bé và sự hiện hữu của ta hôm nay. Hành động của đứa bé trước đây liên hệ đến những gì mà ta đang thừa hưởng. Sở dĩ ta cảm nhận được một sự liên tục nào đó trong quá trình hiện hữu chính là nhờ vào tâm thức, và tâm thức thì nhờ vào sự hoạt động của não bộ. Tuy nhiên, ta không thể nào bảo rằng một cá thể chỉ hiện hữu liên tục trong các giai đoạn mà não bộ hoạt động. Ngoài các giai đoạn đó ra thì sự hiện hữu của ta không có. Tất cả các giai đoạn như phôi, thai nhi, ấu nhi, vị thành niên, trưởng thành và đua bệnh tật đều dự phần vào quá trình hình thành và hủy hoại của một cá thể. Tuy nhiên, khả năng ý thức được sự liên tục giữa các thể dạng ấy chỉ có thể phát hiện trong thời gian mà não bộ hoạt động bình thường. Trong các giai đoạn phôi, thai nhi thì não bộ chưa có hoặc chưa hoạt động hữu hiệu. Cũng thế, trong các trường hợp não bộ bị chấn thương, đứt mạch máu não, hôn mê hay là trường hợp bị bệnh tâm thần, bệnh Alzheimer thì não bộ không còn hoạt động hữu hiệu nữa. Mặc dù chưa có não bộ hay não bộ không hoạt động hữu hiệu thì sự liên tục trong quá trình hiện hữu của một cá thể
vẫn tiếp tục không gián đoạn. Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi đó là dòng tiếp nối liên tục của tri thức. Dòng liên tục đó không mang tính cách khởi thủy và nó kéo dài xuyên qua các chu kỳ hiện hữu. Sự chuyển tải của nghiệp. Phần trình bày trên đây giải thích về sự liên tục của các thể dạng vật chất và phi vật chất của một cá thể giới hạn trong một chu kỳ hiện hữu duy nhất. Tuy nhiên, các thể dạng hiển hiện liên tục của một cá thể cũng chuyển tiếp và liên kết với nhau từ chu kỳ này sang chu kỳ khác. Nghiệp cũng theo đó mà quán chuyển theo từ chu kỳ này sang chu kỳ khác. Nếu sự tương quan giữa nghiệp và quả tương đối dễ nhận thấy xuyên qua các thể dạng thuộc chung một chu kỳ, thí dụ như trường hợp đứa bé đến trường, người lớn biết đọc thì sự quán chuyển của nghiệp từ chu kỳ này sang chu kỳ khác có vẻ tế nhị hơn. Chúng ta đều hiểu rằng quy luật nguyên nhân hậu quả có tính cách vững chắc và toàn cầu, tác động trên tất cả các thể dạng vật chất và phi vật chất, xuyên qua không gian và thời gian. Vì thế, nó không thể bị hạn chế và chỉ có giá trị trong giới hạn của mỗi chu kỳ. Nếu quả chưa phát sinh trong chu kỳ hiện tại, thì nó sẽ phát sinh trong chu kỳ tiếp theo hoặc trong những chu kỳ xảy ra thật xa sau này khi đã hội đủ cơ duyên, tức các điều kiện thích nghi. Trên phương diện kỹ thuật, thì sự liên hệ giữa nghiệp và quả trên thực tế xảy ra như thế nào? Nghiệp được chuyển tải ra sao từ một thể dạng này sang một thể dạng khác, từ chu kỳ này sang chu kỳ khác? Nghiệp là một hành động và tất cả mọi hành động đều để lại dấu vết. Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng rằng những dấu vết do nghiệp tạo ra có thể hình dung như những vết hằn in đậm trên dòng tiếp nối liên tục của tri thức. Dòng tiếp nối ấy là cơ sở chuyển tải của nghiệp. Nhờ vào một thể dạng nào đó, một cá thể hành động và tạo ra nghiệp, nghiệp lưu lại dấu vết trên dòng tiếp nối. Cũng như tất cả các hiện tượng khác, thể dạng đó không thoát khỏi các nguyên lý vô thường và duyên sinh và sẽ biến đổi khi các điều kiện tạo tác ra nó đổi thay. Tuy nhiên, vết hằn của nghiệp trên dòng tiếp nối vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi gặp được những điều kiện hay cơ duyên thích nghi để phát hiện thành quả trùng hợp với một thể dạng mới của cá thể ấy. Sự phát hiện đó có thể xảy ra trong thể dạng kế tiếp hay các thể dạng khác thuộc vào các chu kỳ khác. Sự cố gắng học hành của một đứa bé trước đây hôm nay giúp cho ta biết đọc. Những xúc cảm phát sinh từ những gì ta đang đọc và có thể cả những hành động cụ thể phát sinh từ những xúc cảm đó sẽ làm phát sinh ra quả trong một thể dạng tiếp theo sau, thuộc vào chu kỳ hiện hữu này hay trong những chu kỳ hiện hữu xa hơn và trùng hợp với một thể dạng khác của chính ta trên dòng tiếp nối. Sự phối hợp giữa tinh trùng và noãn là một cơ duyên giúp cho thể dạng phi vật chất cuối cùng trong quá trình hiện hữu trước đây của ta hiển hiện trở lại thành một thể dạng vật chất khi tinh trùng phối hợp với noãn. Sự tham gia của cha mẹ ta vào biến cố đó chỉ là những điều kiện phụ thuộc, còn gọi là cơ duyên. Nhìn trên một khía cạnh khác, đó là cách mà cha mẹ ta tạo lập nghiệp mới cho mình và đồng thời nhận lãnh hậu quả phát sinh từ những nghiệp khác trong quá khứ của họ. Sinh ra ta, họ phải nuôi nấng và dạy dỗ,
Và sau này nếu ta trở thành một người con thông minh và hiếu thảo hay là một người con ngu đần và khuyết tật thì đều tùy thuộc một cách hợp lý vào nghiệp trước đây của cha mẹ ta và đồng thời của ta nữa. Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đều tương liên với nhau. Nghiệp của cha mẹ ta và ta liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Không có một sức mạnh siêu nhiên nào chen vào những biến cố ấy để sắp xếp, xét xử hay thưởng phạt cha mẹ ta và ta. Nếu suy luận xa hơn nữa và trên một bình diện khác, thì ta sẽ hiểu rằng nhờ vào biến cố một tinh trùng phối hợp với một cái noãn mà ta được hưởng gia tài ADN từ những gen di truyền của cha và mẹ. Sự di truyền đó phù hợp với nghiệp của ta trong quá khứ, có nghĩa là ta có thể sinh ra cao lớn hay thấp lùn, xinh đẹp hay xấu xí, nhân từ hay hung dữ, khỏe mạnh hay khuyết tật. Và nếu tiếp tục nhìn xa hơn nữa, thì cha mẹ ta cũng thừa hưởng những gì từ ông bà ta phù hợp với nghiệp của họ. Sự lệ thuộc như vừa kể tiếp tục mở rộng ra cho đến gia tài di truyền ADN chung của chủng loại và xa hơn nữa là của tất cả chúng sinh và sự sống, sự lệ thuộc đó buộc chặt ta với môi trường, với thế giới vật chất và phi vật chất. Có nghĩa là với tất cả những gì đang chuyển động trong vũ trụ này. Khái niệm về ngũ uẩn hay sự hình thành của cá tính dưới các thể dạng của phôi, thai nhi và lúc mới lọt lòng, ta chưa cảm nhận được một cái tôi nào cả. Bước sang giai đoạn ấu thơ, ta mới khởi sự khám phá dần dần môi trường chung quanh nhờ vào ngũ giác, chẳng hạn như nhận định được hướng phát ra âm thanh, phân biệt góc bàn khác với mình, vì nếu va đầu vào đó thì có thể làm cho đau. Một vật có thể cứng hay mềm, nóng hay lạnh. Những kinh nghiệm cảm nhận của ngũ giác giúp cho ta phân biệt thân xác của mình khác với thế giới chung quanh, và từ đó cái tôi hình thành, và cũng từ đó vô minh bắt đầu tác động. Theo quan điểm Phật giáo, cá thể con người gồm có 5 thành phần cấu hợp gọi là ngũ uẩn, đó là thân xác, giác cảm, xúc cảm, tác ý và tri thức. Đó là các chức năng thuộc về thể xác và tâm thần mà sự vận hành của nó sẽ giúp cho một cá thể tự nhận diện ra mình và hình dung ra một cái tôi. Theo cách định nghĩa trên đây thì có thể hiểu ngũ uẩn là các nguyên liệu căn bản dùng để xây dựng tính cá biệt của một nhân dạng hay một cá thể. Những gì vừa được trình bày rất quan trọng vì đó là cốt lõi của tâm lý học Phật giáo. Khái niệm về ngũ uẩn là một khái niệm then chốt trong đạo Pháp mà Đức Phật đã đem ra giảng ngay trong bài thuyết giáo đầu tiên khi đề cập đến sự thật thứ nhất, tức là khổ đau. Một cách tổng quát, ngũ uẩn có nghĩa là 5 thành phần cấu hợp thuộc vật chất và tâm thần của mọi sự hiện hữu sinh khởi hay tạo tác nhờ sự kết hợp của nhiều điều kiện. Theo nguyên gốc tiếng Phạn thì chữ skanda có nghĩa là một đống, một khối, một nhóm, sự kết hợp hay chồng chất. Kinh sách Tây Phương dịch chữ skanda là một sự cấu hợp gồm nhiều thành phần, trong khi đó kinh sách tiếng Hán thì dịch là uẩn và có nghĩa là sự tàn trữ, cất giấu, tích tập. Ngũ uẩn được phân loại thành 2 cấp bậc như sau. Cấp bậc thứ nhất giới hạn trong một cá thể. Trong cấp bậc này, ngũ uẩn được hiểu như nền móng tạo dựng ra sự cá biệt của một nhân dạng, và căn cứ vào đó người ta thường hiểu lầm sự cá biệt ấy là cái tôi hay một cá nhân con người. Cấp bậc thứ hai mang tính cách tổng quát. Trong cấp bậc này, ngũ uẩn có nghĩa là tất cả các hiện tượng mang tính cách cấu hợp hiện hữu trong vũ trụ. 5 thành phần của ngũ uẩn được định nghĩa như sau. Sắc có nghĩa là thân xác, còn gọi là hình tướng, gồm các thể dạng vật chất. Sắc còn có nghĩa là cơ sở tích tụ các giác cảm. Sắc hay hình tướng cũng là những từ ẩn dụ chỉ định những cảm nhận thông thường và xem những thứ ấy hoàn toàn thật. Một cách tổng quát, hình tướng là điều kiện tiên quyết dùng để xác định đặc tính của một cá thể. Chẳng hạn như khi nhìn thấy thân xác một người khác thì ta biết ngay đấy không phải là thân xác của mình. Tóm lại, sắc hay cấu hợp hình tướng tượng trưng cho giai đoạn tiên khởi trong quá trình thiết đặt một cái tôi. Thân xác là một điểm tựa mang tính cách vật chất
mà tri thức đã dựa vào đó để tự nhận diện như một thực thể vật chất. Bốn quẩn còn lại đều thuộc vào lĩnh vực tâm thần và được định nghĩa sau đây. Tưởng có nghĩa là các giác cảm, tức là sự nhận biết của tri thức, chẳng hạn như thích thú, khó chịu hay trung hòa. Khi xảy ra sự tiếp xúc giữa tri thức và các đối tượng của nó thì các kinh nghiệm giác cảm sẽ phát sinh, chẳng hạn như các cách phát biểu: tôi cảm thấy khoan khoái, tôi đang nhức đầu. Giác cảm liên hệ trực tiếp với thân xác xuyên qua ngũ giác. Tuy nhiên, giác cảm cũng có thể trực tiếp liên hệ với tâm thức, chẳng hạn như trường hợp bất chợt nhớ lại một hành động tốt đẹp hay xấu xa nào đó trong quá khứ, sẽ làm phát sinh trong tâm thức ta những giác cảm thích thú hay khó chịu. Nếu không có sự tham gia của tri thức, thì thân xác sẽ không cảm thấy gì cả. Khi thân xác nhận biết được một giác cảm nào đó, thì tự động nó sẽ tự xác định vị trí của nó, tương quan với môi trường chung quanh như là đối tượng đã tạo ra giác cảm. Sự nhận biết vừa kể phân biệt và tách rời thân xác với những hiện tượng thuộc vào bối cảnh chung quanh. Tiếp theo đó, tri thức sẽ gom góp và tập hợp tất cả những kinh nghiệm giác cảm trên đây bằng cách căn cứ vào nguyên lý nhị nguyên, tôi và thế giới. Kết quả là tri thức sẽ tự động chấp nhận nguyên tắc nhị nguyên ấy như là phương cách vận hành tự nhiên của chính nó. Thọ là sự nhận thức, cảm tính hay khái niệm dùng để phân biệt hay xác định những vật thể đã nhận biết được. Nói chung, thọ có thể hiểu như một sự diễn đạt dưới hình thức khái niệm về những gì đã cảm nhận. Sự diễn đạt đó cần có sự góp phần của các yếu tố như trí nhớ, trí tưởng tượng hay sự phán đoán. Tóm lại theo định nghĩa vừa kể, thì quẩn thứ ba có thể hiểu một cách tổng quát như là những khái niệm. Giác cảm, khi được chủ thể tiếp nhận, sẽ được diễn đạt thành những khái niệm xuyên qua những gì mà chủ thể đã được học hỏi nhờ vào giáo dục hoặc qua những kinh nghiệm tích lũy từ trước. Chẳng hạn như khi ta thốt lên: đây là cái bàn, đây là người ta, đây là con chó, đây là một cành hoa. Sự nhận biết các vật thể bằng cách phân biệt như thế sẽ làm gia tăng và củng cố thêm tính cách đối cực của nhị nguyên, một bên là ta và một bên là cảnh vật chung quanh. Hành là sự tạo nghiệp gồm có tác ý, các xung động và xu hướng mang tính cách duy ý, có nghĩa là những gì kích động tâm thức làm phát sinh ra hành động. Các hành động ấy có thể là tích cực, tiêu cực hay trung hòa. Đó là những xui khiến, những phản ứng tự động phát sinh liên quan đến nghiệp trong quá khứ. Những phản ứng đó sẽ tạo ra những vết hằn mới trên dòng tiếp nối liên tục của tri thức, đưa đến hành động trong hiện tại và tạo ra hậu quả trong tương lai của một cá thể. Trong tập A Tỳ Giặc Ma Câu Xá Luận, Ngài Vô Trước giải thích rất rõ thế nào là hành và liệt kê tất cả 49 yếu tố tâm thần liên kết với các đối tượng của nó để làm phát sinh ra tác ý hay sự tạo nghiệp. Một cách tổng quát, tất cả các sức mạnh phát sinh từ những hành động từ trước, tức là nghiệp trong quá khứ, phát động dưới hình thức xu hướng hay xung động thúc đẩy hay kích động một cá thể hành động để tạo ra nghiệp mới. Do đó, cái tôi thuộc vào quẩn thứ tư cũng trở nên phức tạp hơn vì được ghép thêm các xu hướng và xung động của nghiệp. Cái tôi phức tạp đó bắt đầu dán thêm một số nhãn hiệu khác nữa vào những gì mà nó cảm nhận được ở cấp bậc quẩn thứ ba là thọ. Chẳng hạn như: cái bàn này thô kệch, người này dễ thương, cành hoa kia đẹp. Vì thế, sự tạo nghiệp hay hành luôn luôn mang tính cách chủ tâm hay cố ý, tương quan với đối tượng được cảm nhận. Có ba xu hướng tạo nghiệp: tiêu cực, tích cực và trung hòa. Hãy lấy một thí dụ như sau: khi đi vào một cánh rừng, bất chợt ta thấy một con hươu chạy ngang trước mặt. Ba trường hợp có thể xảy ra. A. Trường hợp thứ nhất, ta phát lộ những cảm tính hung bạo và tỏ sự tiếc rẻ là không mang theo súng để bắn con vật để ăn thịt. B. Trường hợp thứ hai là ta mừng rỡ được nhìn thấy một con vật đang hạnh phúc trong cảnh rừng hoang. Ta được dịp may chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một con thú sống tự do trong thiên nhiên. C. Trường hợp thứ ba là ta hoàn toàn vô cảm, tuy có thấy con hươu nhưng không liên tưởng đến gì cả.
cũng không diễn đạt gì cả, và có thể lúc ấy tâm thức ta đang lo âu và suy nghĩ về một chuyện khác. Thức còn gọi là tri thức hay ý thức, đó là cấp bậc cấu hợp cao nhất trong ngũ uẩn, liên hệ đến tất cả các uẩn khác. Dần di đồng ngữ của từ vinana có nghĩa là đối chọi hay đối nghịch. Khi nói đến ý thức thì phải ý thức về một cái gì. Do đó, thức là yếu tố quyết định làm phát sinh sự đối nghịch giữa tôi và thế giới. Chức năng của thức là nhận biết và phân biệt cá tính của mọi hiện tượng, tức là giữ vai trò chủ thể, đứng ra hiểu biết và ý thức một vật thể hay một biến cố. Tri thức phát động tùy thuộc vào 6 tri giác: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và trí giác. Mạt na thức, trí giác hay mạt na thức nhận biết một vật thể và dán lên cho nó một nhãn hiệu, gán cho nó một tên gọi. Sự vận hành của 6 tri giác vừa kể trên đây hoàn toàn lệ thuộc vào đối tượng của chúng. Nếu đối tượng biến mất, thì 6 tri giác dùng để nhận biết đối tượng đó cũng biến mất theo. Thí dụ, khi ta quan sát một cành hoa, thì tri giác về thị giác sẽ hiển hiện. Không những nó lệ thuộc vào cành hoa, mà còn lệ thuộc vào mắt, vào khả năng bén nhạy của mắt, vào tri thức đứng ra nhận biết. Đấy là một thành phần thực vật gọi là cành hoa. Nếu cành hoa không còn nữa, thì quá trình nhận biết cành hoa cũng không còn lý do để tồn tại. Tri thức phát sinh từ sự kết hợp của nhiều thành phần và điều kiện, do đó nó hiển hiện, kéo dài hay chấm dứt nhanh chóng tùy thuộc vào các thành phần và điều kiện làm phát sinh ra nó. Các thể dạng tri thức nối tiếp nhau, hiển hiện làm cho ta có cảm giác đó là một luồng tiếp nối liên tục, giống như hình ảnh của một cuốn phim. Chúng ta thấy, trong cấp bậc thức trên đây, cái tôi hay cái ngã đã được thiết lập một cách thật vững chắc. Trong cấp bậc này, không còn do dự gì cả khi xác nhận chính là tôi đây. Và khi đó ta sẽ không còn đủ sức để nhận ra cái tôi đây chỉ đơn giản là một sản phẩm của tâm thức. Tóm lại, ngũ uẩn là cơ sở giúp phát triển ý niệm về một cái tôi trường tồn và tự chủ. Và ý niệm sai lầm đó sẽ đưa đến sự tái sinh, có thể hiểu cái tôi như là một tạo dựng phát sinh từ sự tương tác của một tổng thể gồm thân xác, giác cảm và cách diễn đạt của tâm thức. Cái tổng thể đó luôn luôn biến động và tạo thành một chuỗi tiếp nối gồm nhiều thể dạng. Các thể dạng tiếp tục thúc đẩy nhau để hiển hiện và tự hủy hoại. Cái quá trình đó không cho thấy sự hiện hữu của một thực thể bất biến nào cả, có nghĩa là không có sự hiện hữu của một cái tôi có tính cách trường tồn. Vì lẽ các thể dạng xô đẩy nhau để hiển hiện quá nhanh nên chúng ta không thể phân tích và nhận biết từng thể dạng một, giống như trường hợp những hình ảnh một cuốn phim liên tục tiếp nối nhau, làm cho ta có cảm giác là các nhân vật đang cử động, sự liên tục tạo ra ảo giác của một cái tôi. Nếu chọn hai hình ảnh hay hai thể dạng cách nhau thật xa, thì chúng ta sẽ dễ nhận thấy sự khác biệt hơn. Hình ảnh một đứa bé cắp sách đến trường có thể là một hình ảnh đã hoàn toàn thuộc vào thế giới phi vật thể. Nhưng thí dụ như hình ảnh đó vẫn còn giữ được dưới thể dạng vật chất và có ai đem đứa bé ấy đến đứng cạnh ta và bảo đấy là ta thì nhất định ta không chấp nhận, vì cảm tính của cái tôi luôn luôn phản ứng để bảo vệ cá tính cho cái tôi trong hiện tại. Nếu nhìn xa hơn nữa thì ta có thể đưa ra làm thí dụ hình ảnh một người già sắp chết, một bà lão hay một ông lão chẳng hạn đang trên siết trên giường bệnh, vợ con hay chồng con của người này đang quay quanh và kêu khóc. Nếu có ai bảo với ta đó là thể dạng vật chất cuối cùng của ta trong chu kỳ hiện hữu xảy ra trước đây, thì nhất định ta cũng không chấp nhận. Vì nếu chấp nhận thì ta sẽ dấp vào cái tôi tạo dựng bởi ngũ uẩn đang đứng ra phía trước để bảo vệ ta và xem ta là duy nhất, không dính líu gì với cái thân xác già nua đang hấp hối ấy. Đối với hình ảnh ấy, ngũ uẩn nhận biết như là một đối tượng thuộc vào môi trường bên ngoài.